cô cho trích đoạn thẳng AB và ba góc AMB bằng góc ANB bằng góc APB và cùng bằng góc alpha. Câu hỏi đặt ra đó là liệu ba điểm MNP có cùng thuộc một cung tròn căng dây AB hay không? Thì sau buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi này. Chúng ta cùng vào bài 6, đó là cung chứa góc. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần 1 nhỏ, đó là bài toán quỹ tích cung chứa góc. Chúng ta sẽ cùng nhau vào hỏi chấm 1. Hỏi chấm 1 đó là cho đoạn thẳng CD yêu cầu vẽ 3 điểm N1, N2, N3 sao cho góc CN1D bằng góc CN2D bằng góc CN3D và bằng 90 độ. Trước tiên thì cô sẽ dựng một đoạn thẳng CD có độ dài là bằng 4 cm. Dựng đoạn thẳng CD bằng 4 cm. Vậy làm thế nào để ứng dụng được các điểm N1, N2, N3 sao cho thỏa mãn điều kiện số đo của ba góc đó bằng nhau và bằng 90 độ? Thì cô nhớ đến một tính chất của dấu hiệu nhận biết tam giác vuông. Tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng 1/2 cạnh đó thì đó là tam giác vuông. Dựa vào đây, cô sẽ dựng các điểm N1, N2, N3 như sau. Cô sẽ gọi O là trung điểm của CD. Gọi O là trung điểm của CD. Vậy thì khi đó CO bằng OD bằng 1/2 CD và sẽ bằng 2 cm. Cô sẽ dựng một đoạn thẳng ON1 sao cho độ dài ON1 là bằng 2 cm. Sau đó cô nối N1 với C và N1 với D và N1 với D. Chỉ trong tam giác này cô có N1O bằng OC bằng OD. Trong đó N1O đóng vai trò là đường trung tuyến ứng với cạnh CD. Suy ra là tam giác CN1D của chúng ta là tam giác vuông tại N1 hay là góc CN1D của chúng ta bằng 90 độ. Tương tự cô sẽ dựng điểm N2. Đây chính là N2. Sau đó chúng ta sẽ nối N2 với D và N2 với C. N2. Chúng ta sẽ dựng điểm N3. Ô độ dài đoạn thẳng ON3 của chúng ta cũng bằng 2 cm. Vậy đây sẽ là điểm N3. Cùng nối CN3. CN3 và DN3 với nhau. DN3 với nhau. Khi đó góc CN3D của chúng ta sẽ là bằng 90 độ. Bằng 90 độ. Như vậy chúng ta đã vẽ xong 3 điểm N1, N2, N3 thỏa mãn điều kiện của đồ bài. Tiếp theo là chuyển sang ý B. Ý B yêu cầu chúng ta chứng minh các điểm N1, N2, N3 cùng nằm trên đường tròn đường kính CD. Đến đây thì chúng ta nhớ đến một tính chất của góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Thì chúng ta biết rằng góc nội tiếp chắn nửa đường tròn sẽ là góc vuông. Theo giả thiết góc C1, góc CN1D của chúng ta là bằng 90 độ. Do đó điểm N1 sẽ thuộc nửa đường tròn đường kính là CD hay điểm N1 sẽ thuộc đường tròn đường kính là CD. Chúng ta bắt đầu chứng minh vào ý B. Vì góc CN1D bằng 90 độ nên góc CN1D là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính CD. Là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính là CD. CD. Hay nói cách khác đó là điểm N1 sẽ nằm trên đường tròn đường kính CD. Hay điểm N1 nằm trên đường tròn. Đường kính là CD. Hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng suy ra được điểm N2 và N3 nằm trên đường tròn đường kính CD. Tương tự, điểm N2 và N3, điểm N2, N3 nằm trên đường tròn đường kính CD.
nằm trên đường tròn. Đường kính CD. Đường kính CD. Vậy kết hợp ba điều này chúng ta sẽ suy ra rằng các điểm N1, N2, N3 cùng nằm trên đường tròn đường kính CD. Vậy ba điểm N1, N2 và N3 cùng nằm trên đường tròn đường kính CD. Cùng nằm trên đường tròn đường kính là CD. Đường kính là CD. Và đây, từ đây chúng ta có kết luận tổng quát như sau. Đó là với đoạn thẳng AB và cho góc alpha, trong đó không độ nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 180 độ cho trước, thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn góc AMB bằng alpha sẽ là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn thẳng AB. Chúng ta có chú ý, thứ nhất đó là hai cung chứa góc alpha nói trên sẽ là hai cung tròn đối xứng với nhau qua đoạn thẳng AB. Hai điểm AB được coi là thuộc quỹ tích. Và khi góc alpha của chúng ta là bằng 90 độ thì hai cung AMB và cung AM với B sẽ là hai mở đường tròn đường kính là AB. Hợp của chúng lại thì sẽ chính là một đường tròn đường kính là AB. Như vậy ta có quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc vuông cho trước sẽ là đường tròn đường kính AB. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cách vẽ cung chứa góc alpha như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ đường trung lực D của đoạn thẳng AB. Sau đó chúng ta vẽ tia AX tạo với AB một góc là alpha. Vẽ đường thẳng AI vuông góc với đường thẳng AX, gọi O là giao điểm của AI với đường thẳng D. Vẽ cung AMB tâm O với bán kính là OA, sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ là AB không chứa tia AX. Khi đó cung AMB được vẽ như trên sẽ được gọi là một cung chứa góc alpha. Từ đây chúng ta có cách giải bài toán về kỹ tích như sau. Muốn chứng minh quỹ tích tập hợp các điểm M thỏa mãn một tính chất T là một hình H nào đó thì ta phải chứng minh hai phần, đó là phần thuận và phần đảo. Phần thuận đó là mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H. Phần đảo sẽ là mọi điểm thuộc hình H thì sẽ có tính chất là T. Và từ đó chúng ta sẽ có kết luận bước cuối cùng, đó là quỹ tích hay chính là tập hợp các điểm M có tính chất T sẽ là hình H. Và thông thường các bài toán tìm quỹ tích ta nên dự đoán hình H trước khi chứng minh. Để rõ hơn thì chúng ta cũng cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần bài tập như sau. Chúng ta cùng vào 44. Bài 44 đó là cho tam giác ABC vuông ở A, biết rằng độ dài cạnh BC là cố định. Gọi Y là giao điểm của ba đường phân giác trong. Đề bài yêu cầu tìm quỹ tích điểm Y khi điểm A thay đổi. Chúng ta sẽ vẽ tam giác ABC vuông ở A và vẽ giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác ABC. Khi đó ba đường phân giác trong này cắt nhau tạo một điểm và sẽ là điểm Y. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm quỹ tích điểm Y. Muốn tìm được quỹ tích điểm Y thì chúng ta phải biết đó là quỹ tích điểm Y sẽ là cung chứa góc bao nhiêu độ dựng trên đoạn BC. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thuận. Phần thuận. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tính góc BIC cụ thể bằng bao nhiêu độ. Phần thuận đó là đi chứng minh mọi điểm Y thỏa mãn điều kiện đề bài. Đều thuộc cung chứa góc. Alpha. Chúng ta sẽ đi tính ngay góc alpha sau dựng trên đoạn thẳng BC. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tính góc BIC của chúng ta là bằng bao nhiêu độ. Thì chúng ta biết khi BI là tia phân giác của góc B, vậy thì góc B1 sẽ bằng 1/2 số đo của góc ABC.
Tương tự góc C1 cũng bằng 1 phần 2 số đo của góc ACB. Chúng ta chú ý đó là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Vậy thì tổng số đo của góc B cộng với góc C sẽ là bằng 90 độ. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được tổng số đo của góc B1 cộng với góc C1. Từ đó chúng ta sẽ xét tam giác IBC. Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Khi tính được số đo của góc B1 cộng với góc C1, vậy thì chúng ta sẽ tính ra được số đo của góc BIC. Chúng ta bắt đầu vào chứng minh như sau. Do BI là tia phân giác của góc ABC. Do đó chúng ta sẽ có góc B1 bằng 1 phần 2 góc ABC. Cô đánh dấu đây là 1. Tương tự, do CI là tia phân giác của góc ACB. Nên chúng ta sẽ có góc C1 bằng 1 phần 2 góc ACB. Đây là 2. Do tam giác ABC vuông tại A. Do đó chúng ta sẽ có góc ABC cộng với góc ACB là bằng 90 độ. Đây là 3. Từ đó chúng ta sẽ suy ra. Tổng số đo của góc B1 cộng với góc C1. Trong đó góc B1 chính là bằng 1 phần 2 góc ABC. Góc C1 là bằng 1 phần 2 góc ACB. Chúng ta đặt 1 phần 2 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là còn góc ABC cộng với góc ACB. Mà theo 3 thì chúng ta biết rằng tổng số đo của hai góc này là bằng 90 độ. Do đó sẽ là bằng 1 phần 2 nhân với 90 độ, hay chính là bằng 45 độ. Sau khi tính được tổng của góc B1 cộng với góc C1, chúng ta sẽ chuyển sang tính số đo của góc BIC. Chúng ta xét tam giác BIC. Sẽ có góc BIC cộng với góc B1 cộng với góc C1 là bằng 180 độ. Hay góc BIC cộng với, chúng ta tính ra góc B1 cộng với góc C1 chính là bằng 45 độ. Do đó, số đo của góc BIC của chúng ta sẽ là bằng 180 độ trừ đi 45 độ, hay chính là bằng 135 độ. Sau khi tính ra góc BIC là bằng 135 độ, thì chúng ta sẽ suy ra được điểm Y thuộc cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC. Vậy điểm Y thuộc cung chứa góc 135 độ. Dựng trên đoạn thẳng BC. Như vậy, góc alpha ở đây của chúng ta cần điền vào chính là bằng 135 độ. Chúng ta đã chứng minh xong phần thuận. Chúng ta cùng vào phần 2, đó là yêu cầu chứng minh phần đảo. Phần đảo ngược lại, chúng ta sẽ chứng minh đó là mọi điểm Y thuộc cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC thì Y sẽ là giao điểm của ba đường phân giác trong của một tam giác đều, của một tam giác vuông. Phần đảo. Chúng ta sẽ chứng minh mọi điểm Y thuộc cung chứa góc 135 độ. Dựng trên đoạn thẳng BC. Sẽ là giao điểm ba đường phân giác trong của một tam giác vuông.
của một tam giác vuông. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng hình như sau. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ lấy một điểm Y trên cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC. Lấy điểm Y trên cung chứa góc 135 độ. Trên cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC. Dựng trên đoạn thẳng BC. Sau đó chúng ta sẽ kẻ tia BX sao cho BI là tia phân giác của góc ABC. Kẻ tia BX sao cho BI là tia phân giác của góc XBC. Và trên hình vẽ thì đây chính là tia BX. BI là tia phân giác của góc XBC. Kẻ tia CI. Kẻ tia CI sao cho CI sẽ là tia phân giác của góc ICB. Và đây chính là tia CI. Khi đó hai góc C này sẽ bằng nhau. CI là tia phân giác của góc ICB. Hai tia CI, CI và BX chúng ta cắt nhau tại điểm A. BX cắt CI tại A. Và khi đó Y là giao điểm hai đường phân giác trong của tam giác ABC. Y là giao điểm hai đường phân giác trong của tam giác ABC. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông tại điểm A. Như vậy thì chúng ta cần tính số đo của góc BAC. Chúng ta sẽ cùng nhau tính như sau. Ta có chúng ta biết là tổng ba góc của một tam giác là bằng 180 độ. Do đó góc BAC cộng với góc ABC cộng với góc ACB sẽ là bằng 180 độ. Từ đó chúng ta rút ra góc BAC chính là bằng 180 độ trừ đi góc ABC cộng với góc ACB. Hay là bằng 180 độ trừ đi. Vì chúng ta có BI là tia phân giác của góc ABC, do đó góc ABC sẽ là bằng 2 lần góc B1. Tương tự góc ACB. Góc ACB sẽ là bằng 2 lần góc C1. Ở trong ngoặc thì có 2 là nhân từ chung. Chúng ta sẽ đặt 2 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn góc B1 cộng với góc C1 hay chính là bằng 180 độ trừ đi 2. Chúng ta biết nó là tam giác BIC có tổng số đo của ba góc là bằng 180 độ. Trong đó góc BIC là bằng 135 độ. Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc B1 cộng với góc C1 chính là bằng 180 độ trừ đi góc BIC, tức là bằng 180 độ trừ đi 135 độ và bằng 45 độ. Như vậy trừ đi 2 lần 180 độ trừ đi góc BIC hay chính là bằng 180 độ trừ đi 2 nhân với 45 độ, và chúng ta tính ra được là bằng 90 độ. Như vậy tam giác ABC của chúng ta vuông tại A. Vậy tam giác ABC vuông tại A. Bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ kết luận quỹ tích các điểm Y cần tìm chính là toàn bộ cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC trừ điểm B trừ điểm C. Kết luận. Quỹ tích các điểm Y. Quỹ tích hay chính là tập hợp. Quỹ tích các điểm Y là cung chứa góc 135 độ
là cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC. Dựng trên đoạn thẳng BC. BC. Trong đó khác điểm B và khác điểm C. Khác C. Và chúng ta đã chứng minh xong bài này. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 45, đó là cho các hình thoi ABCD, trong đó cạnh AB là cố định, yêu cầu tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo của các hình thoi đó. Chúng ta nhớ đến hình thoi, đó là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, và khi đó hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. Ở trong bài này chúng ta có cạnh AB là cố định, và O là giao điểm của hai đường chéo. O là giao điểm của hai đường chéo. Thì theo tính chất của hình thôi, chúng ta nhận thấy AC vuông góc với BD, do đó góc AOB của chúng ta là bằng 90 độ, mà cạnh AB lại cố định. Điều đó chứng tỏ là điểm O thuộc nửa đường tròn, đường kính là AB. Từ đây chúng ta có dự đoán quỹ tích của điểm O. Đầu tiên chúng ta cùng đi dự đoán. Dự đoán quỹ tích điểm O. Quỹ tích điểm O chính là nửa đường tròn, đường kính AB. Là nửa đường tròn với đường kính là AB. Đường kính là AB. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh phần thuận và phần đảo. Phần thuận. Chứng minh phần thuận thì cho ABCD chúng ta là hình thoi. Do ABCD là hình thoi. Thì theo tính chất của hình thoi sẽ có hai đường chéo vuông góc với nhau. Do đó chúng ta sẽ có AC vuông góc với BD. Đây là tính chất của hình thoi. Khi AC vuông góc với BD rồi thì chúng ta sẽ suy ra góc AOB chính là bằng 90 độ, mà AB của chúng ta lại cố định, từ đó suy ra quỹ tích của điểm O chính là nửa đường tròn, đường kính AB. Mà AB cố định nên quỹ tích điểm O. Nên quỹ tích điểm O là một đường tròn đường kính AB. Là một đường tròn đường kính là AB. Đường kính là AB. Chúng ta xin phần đảo. Phần đảo. Phần đảo đó là chứng minh mọi điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB thì ta sẽ có hình thoi ABCD thỏa mãn điều kiện đầu bài. Chứng minh mọi điểm O. Chứng minh mọi điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB. Thuộc nửa đường tròn đường kính là AB. Đường kính AB. Ta đều có hình thoi ABCD thỏa mãn điều kiện đề bài. Ta đều có hình thoi ABCD thỏa mãn điều kiện đề bài. Thì trước tiên thì chúng ta cũng cùng nhau đi dựng, cho trích là đoạn thẳng AB. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng hình thoi ABCD thỏa mãn điều kiện đề bài như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ lấy điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính là AB. Lấy điểm O. Lấy điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB. Đường kính AB. Thì chúng ta biết tính chất của hình thoi đó là hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cách dựng điểm C và điểm D như sau. Chúng ta lấy điểm C. Lấy điểm C đối xứng với điểm A qua O. Lấy điểm C đối xứng với A qua điểm O. Cô gọi điểm này chính là điểm O. Khi C đối xứng với A qua O, vậy thì O chính là trung điểm của đoạn AC.
Vậy từ đó chúng ta sẽ dựng được điểm C. Trong trường hợp này của cô thì OA và OC bằng nhau và sẽ bằng 2 cm. Hai cái này đối xứng với nhau. Tiếp theo, lấy điểm D đối xứng với điểm B qua điểm O. Lấy điểm D đối xứng với B, đối xứng với B qua điểm O, qua điểm O. Và khi đó O chính là trung điểm của đoạn thẳng BD. Đây chính là điểm D. Có OB bằng với OD. Sau đó cô sẽ nối AD, BC và CD với nhau. AD, BC và CD với nhau. Và CD với nhau. Cô sẽ chứng minh ABCD. Đây sẽ là một hình thoi và có giao điểm của hai đường chéo AC và BD chính là điểm O. Chúng ta sẽ chứng minh như sau. Tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Theo dấu hiệu nhận biết của hình bình hành thì tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì đó chính là hình bình hành. Suy ra ABCD là hình bình hành. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau thì sẽ trở thành hình thoi. Thì chúng ta sẽ chứng minh đây là hình thoi như sau. Vì điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB. Vì điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính là AB. Đường kính là AB. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra góc AOB chính là bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. AOB bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra đó là AC vuông góc với BD. Như vậy chúng ta đã chỉ ra ABCD là hình bình hành có hai đường chéo là AC và BD vuông góc với nhau. Do đó ABCD của chúng ta sẽ là hình thoi. Từ đó chúng ta suy ra tứ giác ABCD là hình thoi. ABCD là hình thoi. Có O là giao điểm của hai đường chéo. Có O là giao điểm hai đường chéo. Hai đường chéo. Và chúng ta đã chứng minh xong phần đảo. Cuối cùng đó là chúng ta cùng kết luận. Kết luận. Vậy, quỹ tích các điểm O cần tìm chính là nửa đường tròn đường kính AB khác điểm A khác điểm B. Vậy quỹ tích các điểm O. Quỹ tích các điểm O là nửa đường tròn đường kính AB. Là nửa đường tròn. Đường kính là AB. Đường kính AB. Trong đó khác điểm A, khác điểm B. Khác A. Khác B. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 46, đó là một bài toán liên quan đến dựng hình. Dựng một cung chứa góc 55 độ trên một đoạn thẳng AB với độ dài là bằng 3 cm. Ở bài này thì cô sẽ sử dụng đến tính chất của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp. Chúng ta biết đó là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì sẽ có số đo là bằng nhau. Do đó dựa vào đây, cô sẽ cùng nhau đi dựng hình thỏa mãn đề bài như sau. Bước đầu tiên chúng ta phải dựng đoạn thẳng AB với độ dài là bằng 3 cm. Cách dựng đầu tiên đó là dựng đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Dựng đoạn
đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Sau khi dựng đoạn thẳng AB bằng 3 cm xong, cô sẽ dựng góc XAB sao cho góc XAB có số đo là bằng 55 độ. Dựng góc XAB bằng 55 độ. Sau đó dựng tia AI vuông góc với tia AX. Dựng tia AI vuông góc với tia AX. Dựng đường trung trực D của đoạn thẳng AB. Dựng đường trung trực D. Dựng đường trung trực D của đoạn thẳng AB. Khi đó đường thẳng D cắt tia AX tại một điểm, cắt tia AI tại một điểm gọi là điểm O. Gọi giao điểm của đường thẳng D, và AI và TAI là điểm O. Sau đó chúng ta sẽ dựng đường tròn tâm O với bán kính là OA. Khi đó cung AMB chính là cung chứa góc 55 độ cần dựng. Ở đây cô đã sử dụng đến tính chất của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng trái một cung. Khi một điểm M bất kỳ nằm trên cung AMB thì khi đó góc AMB khi đó sẽ là một góc nội tiếp chắn cung AB. Trong đó góc XAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB. Do đó góc XAB bằng góc AMB và bằng 55 độ. Do đó cung AMB của chúng ta chính là cung chứa góc 55 độ cần dựng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh. Chứng minh. Nếu một điểm O thuộc đường trung trực của AB. Theo như cách dựng thì điểm O thuộc đường thẳng D mà đường thẳng D chính là đường trung trực của AB. Vì O thuộc D là đường trung trực của AB. Của đoạn thẳng AB. Theo tính chất của đường trung trực, chúng ta sẽ suy ra OA bằng với OB. Điều này chứng tỏ là điểm B của chúng ta sẽ thuộc đường tròn tâm O với bán kính là OA. Từ đó suy ra điểm B. Điểm B thuộc đường tròn tâm O với bán kính là OA. Theo giả thiết thì AX của chúng ta vuông góc với AI, tức là AX vuông góc với AO. Vậy thì AX sẽ là một tia tiếp tuyến của đường tròn tâm O, bán kính là OA. Theo cách dụng, AX vuông góc với AI. Từ đó chúng ta suy ra AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Bán kính là OA. Khi đó góc BAX chính là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung là AB. Từ đó chúng ta suy ra góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Chắn cung AB. Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc BAX bằng góc AMB. Từ đó chúng ta sẽ lấy một điểm M. Lấy điểm M bất kỳ
thuộc cung AMB, thuộc cung AMB. Thì khi đó góc AMB, góc AMB đóng vai trò là góc nội tiếp chắn cung AB, là góc nội tiếp chắn cung AB. Cô sẽ lấy điểm M như sau. Đây, cô sẽ lấy điểm M đây, một điểm M bất kỳ nằm trên cung AMB. Sau đó chúng ta sẽ nối AM và MB với nhau. Thì góc AMB của chúng ta đóng vai trò là góc nội tiếp chắn cung AB. Từ đó chúng ta sẽ suy ra góc BAX bằng góc AMB. Suy ra góc BAX bằng góc AMB. Đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, và dây cung, và góc nội tiếp, và góc nội tiếp cùng chắn một cung, cùng chắn một cung. Mà theo như cách dựng thì chúng ta biết là góc BAX bằng 55 độ, từ đó suy ra góc AMB là bằng 55 độ. Mà góc BAX bằng 55 độ nên góc AMB, AMB cũng bằng 55 độ. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cung AMB là cung chứa góc 55 độ dựng trên đoạn thẳng AB. Suy ra cung AMB là cung chứa góc 55 độ, là cung chứa góc 55 độ dựng trên đoạn AB bằng 3 cm, dựng trên đoạn AB bằng 3 cm. Và chúng ta kết luận đó là bài toán có một nghiệm hình. Kết luận bài toán có một nghiệm hình. Bài 47 sẽ liên quan đến bài 46. Gọi cung chứa góc 55 độ ở bài 46 là cung AMB. Lấy một điểm M1 nằm bên trong và điểm M2 nằm bên ngoài đường tròn chứa cung này. Sao cho các điểm M1, M2 và cung AMB nằm cùng một phía đối với đường thẳng AB. Yêu cầu chứng minh. Ý A đó là góc AM1B lớn hơn 55 độ. Ý B đó là góc AM2B nhỏ hơn 55 độ. Chúng ta có được đoạn thẳng AB có cung AMB. Nhìn đoạn thẳng AB một góc 55 độ, cô sẽ lấy điểm M1 nằm bên trong đường tròn và cô sẽ gọi giao điểm của AM1, BM1 với đường tròn lần lượt là A', B'. Chúng ta cùng chứng minh góc AM1B lớn hơn 55 độ. Chúng ta cùng vào ý A. Gọi giao điểm của AM1. Gọi giao điểm của AM1, của AM1 và BM1 với đường tròn, với đường tròn lần lượt tại A phẩy và B phẩy, lần lượt tại A phẩy và B phẩy. Thì chúng ta biết góc AM1B là góc nội tiếp, là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Thì góc có đỉnh bên trong đường tròn sẽ bằng 1/2 tổng số đo của hai cung bị chắn. Từ đó chúng ta sẽ tính được góc AM1B. Do góc AM1B là góc có đỉnh bên trong đường tròn, bên trong đường tròn chắn hai cung, đó là cung AB và cung A'B. Chắn hai cung là cung AB và cung A phẩy, B phẩy. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được số đo của cung, số đo của góc AM1B bằng 1/2 tổng số đo của hai cung bị chắn, tức là 1/2 số đo của cung AB cộng với số đo của cung A phẩy, B phẩy. Hay chúng ta có thể viết đó là bằng 1/2 số đo của cung AB
cộng với 1 phần 2 số đo của cung A vẩy B vẩy. Mà theo bài 46 thì chúng ta biết rằng 1 phần 2 số đo của cung AB sẽ là bằng 55 độ. Bằng 55 độ. Số đo của một cung thì luôn luôn là một số lớn hơn 0. Do đó 1 phần 2 số đo của cung A vẩy B vẩy sẽ là một số dương. Là một số dương. Vậy thì từ đây chúng ta rút ra đó là góc AM1B sẽ có số đo là lớn hơn 55 độ. Lớn hơn 55 độ. Như vậy chúng ta kết luận, vậy góc AM1B lớn hơn 55 độ. Vậy góc AM1B lớn hơn 55 độ. Tương tự chúng ta sẽ chứng minh góc AM2B sẽ nhỏ hơn 55 độ. Trong đó điểm M2 là điểm nằm bên ngoài đường tròn tâm O. IB. Điểm M2 nằm ngoài đường tròn. Điểm M2 nằm ngoài đường tròn. Chúng ta sẽ gọi giao điểm của M2A và M2B với đường tròn lần lượt là A phẩy, B phẩy. Gọi giao điểm của M2A và M2B với đường tròn tâm O. Với đường tròn tâm O đó là A phẩy và B phẩy. Là A phẩy và B phẩy. Khi đó góc AM2B của chúng ta là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Vì góc AM2B là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Bên ngoài đường tròn chắn hai cung, đó là cung AB và cung A'B. Chắn hai cung là cung AB và cung A phẩy B phẩy. Và cung A phẩy B phẩy thì chúng ta biết đó là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn thì sẽ bằng 1 phần 2 hiệu số đo hai cung bị chắn. Do đó góc AM2B sẽ là bằng 1 phần 2 số đo của cung AB trừ đi số đo của cung A phẩy B phẩy, hay là bằng 1 phần 2 số đo của cung AB trừ đi 1 phần 2 số đo của cung A vẩy, B vẩy. Theo bài 46, theo các dựng thì chúng ta biết là 1 phần 2 số đo của cung AB chính là bằng 55 độ. 1 phần 2 số đo của cung A vẩy, B vẩy sẽ là một số dương. Một số lớn hơn 0. Vậy từ điều này chúng ta rút ra đó là góc AM2B sẽ nhỏ hơn 55 độ. Vậy góc AM2B có số đo là nhỏ hơn 55 độ.